Hello cô ba. Bất Nhi thi một cái thôi rồi vậy thôi. Mới với bao điều khác không? Vậy là không được rồi. Được cái này. Nữa. Phải không? Rồi bơi đi, bơi đi em. À, bơi dưới giữa này bạch phải để cái gì vậy? Trời, bạch đổi nó cái nón tơi tả quá. Anh khóc hai ba rồi. Tôi thấy. Nhìn lại, nhìn lại đây nè. Nhìn lại, nhìn lại đây nè. Thử thử nha. Mày khỏi chèo đi Bình. Lo chụp hình của phim đi. Hai chiếc kia lẻ như vậy. Tập xong lên ra. À, Phong. Dạ. Biết bơi không? Dạ biết. À, Bạch. Dạ. Biết bơi không? Dạ biết thầy. Quay biết thầy là em biết rồi. Hỏi biết bơi không? Không biết bơi. Lên đi bạn. Chạy chạy chạy. Từ từ đi. Anh chiều cho. Dạ, dạ, chị cảm ơn anh. Đi bên đó luôn á. Chạy kia. Cầm. Chứ có bự nhỏ nè. Về tay ai đưa kẻ giùm thầy ơi. Cái cô hướng dẫn viên kia kìa. Quấy tay thấy. Đấy dòng cái tay thấy. Kéo cô Yến luôn. Để con gió nè. Kéo, im đi con coi coi sườn. À, thêm tờ nữa hè nhé. Có tờ này nó chín luôn. Cái này là bạn. Năm gỡ thằng con Năm. Con tráng đó. Con tráng đó cho rồi giấy ở ngoài. Tại vì nó không dùng bánh tráng thì chạm nó tính. Yến ra mang gốc đi con khỉ rồi Yến. Cho con quay lại. Quay. Rồi từ từ. Quay một tay chụp một tay. Thầy ơi. Quá thầy chuyên nghiệp quá. Thầm ơi đừng có nhúc. Rồi nhìn đây nè, nhìn đây nè. Cả bước tiến của đoàn. Một, hai, ba, cái mặt Việt bị dướng rồi. Nhìn đây nha. 1 2 Đi chụp hình luôn ơi. Dạ con lên đường cầu kia đi con ơi. Mặt đừng nhúng. Đừng nhúng. Lòng lắc lòng. Gangnam Style. Thằng Long nó nhúng cho mày. Đừng 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 giỡn. Lông nó gãi á Long. Lông mặt lắm Long. Hai người phải chụp đi. Mẹ ơi sao. Thì đâu có mập lắm đâu Long. Đi nó không gãy, hồi vừa tới đây vô đi gãy. Được, 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 được. Con cá, con cá. Con gì sáng. Hai con thật mới. Ra đời chưa. Lên đường lên đó. Lên đường lên đó. Lên đường lên đó. Lên đường lên đó.
từng sớm thôi. Nay đã qua ngày cách xa người sang trong cuộc đời càng thêm trong sáng. Tụi nó chưa nổi, nó được chụp hình, mình không được chụp hình. Khớp, khớp, khớp con ngựa, ô, 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 để ăn khớp. Ô, để ăn khớp. Khớp con ngựa, ô, ngựa, ô. Ấy cái đâu nè? Ta quất, mình quất cái nữa, nó cho mình xuống xe luôn. Dạ. Đua, đua. Mấy con ngựa giật mấy ngựa chạy chứ. Phải vậy ngựa chạy chứ. Quanh chạy giùm nó đi. Quay nó chán khúc cua người ta ra. Chị con ngựa làm sao nó hiểu được mình cũng qua bên nào thì chị hả? Giật dây cương á. Có phim Trung Quốc mà không hiểu gì chưa à? Ổng dưới này nè. Và vâng, bây giờ là bây giờ chúng ta đang đi lên một cái cầu. À, đây là một cái cầu dây rất là cao. Và à, chúng ta đang đi lên cái cầu rất là cao, gió rất là lớn. Wow, cảm giác rất là tuyệt. Rất là mát. Trời ơi. Cái này là cái gì không? Bờ bớt. Cái này hả? Trời ơi, sao? Ai biết cái gì đó? Cái xương rồng luôn hả? Xương rồng. Biết là xương rồng. Xin lỗi bạn, mình không biết bơi. Mà ngủ kìa. Vui không mà Hạnh? Cái này có nước hả? Vui không vui? Vui quá. Ôi mát quá. Ừ, con này có viên một cục, viên một đống luôn. Hai viên, viên đồng đống nữa. Đi trước anh không? Có viên lắm á thầy. Viên là ẻ tình cảm em với đồng á thầy. Ai? Anh Phong á. Ừ, đúng không? Thôi Yến ở sau kìa, hổng thỉnh đi với Yến nha. Ta cho một phát nè. Đúng rồi, rồi làm phim sẽ đi em cơm trưa và nghỉ ngơi. Điệu ế rồi. Làm phim gì vậy? Đâu phim là phải nói một cách euro. Đâu phim là phải nói một cách euro. Đâu phim là phải nói một cách euro. Mở cơm đi lên em đi. Không đi, không đi. Nói chơi đi. Nói chơi chơi. Thôi xong một vòng. Kệ kệ nó kệ. Nói chơi đi. Tất cả cái phim thì tụi mình sẽ quay về và tiếp tục làm phim trước. Chơi cái gì có thể là bằng gì? Hả vậy?